vậy đó hả? À, vô liệu sao đi bố? Ý là sao? Ê. Dạy đi. Không, nó cậu trai tập quá, em thấy vẫn còn cậu nhất cậu thấy mà. Dạ. Dạ là nó chưa phạt là mai chị á, cảnh cáo. Năng. Cái gì chị lần thứ ba luôn á hả? 5 giờ sáng hả? Đi sớm mẹ. Gọi là chợ phía hàng đầy đủ hết à. Chị lấy em ăn ngò ngô đô má đi. À vậy hả? Nó Facebook nó các bạn nhiều năm đang đây nó bán được. À mình chứ sao Quỳnh nó bán này mở hết á. Rô má đi. À anh thấy à. Đau nó dễ thế mà chị. Dạ. Cái bữa em mua chị 3 ngàn cả vậy bảo hay sao luôn. Bữa cái bữa chú ơi, để ở dưới á em lái thấy luôn á, nó thúi nó không màng gì, bảo hắn nó lái một cặp mẹ ra bảo hai em lái về nha, em chở ra nó vòn nó uống em đổ cho gà luôn. Trời ơi bữa thứ hai đừng có mua nó bỏ lần nó đĩa dễ hơn lắm. Nó bủng cái nạ này dễ lắm. Thấy dạy ngang chứ một chặt hầu em về em mở ra ngay nó bủng ngang. Nó bủng cho nó dòm ra em mét hết rồi. Có hối nhiêu lần đó chị? Chị có hối nhiêu vậy? 6 ngàn 1 ký hả? 60 ngàn 1 ký hả? Bóng à hả? Thôi để đây nó bao nhiêu chị? Được rồi. Bao nhiêu sao? Tiền bán. Hai trăm mà chị ta hai trăm.
cộng hành à. Ôi trời ơi, ăn chay rồi bao nhiêu mà thứ vậy? À, bữa mùng từ cuối mùng 5 tháng 5. Có ngày trời em cộng. Không, không có sống còn ngon đi, để dành còn bao nhiêu là sao? Anh ngồi thêm vô còn bao nhiêu là sao? Nè, bao nhiêu là sao? Có ngày bỏ vô cho em. Bà thấy cha nó đi mà. Bù cái nào bữa trước đi mà. Bù cái nào bữa trước, bữa ra bí cũng vô.